Hôm nay ngày 20 tháng 12 năm 2020. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi đọc cho quý vị nghe những tiếng nói uất hận của những người từ bỏ niềm tin Thiên Chúa. Chúng tôi tìm thấy bài của Nguyễn Anh Tuấn: ở cái mảnh đất này chưa ai tìm thấy bất kỳ dấu tích nào của cái anh Giêsu hay anh Jehovah. Chúng tôi chỉ thấy các thành cổ, các bãi cọc gắn liền với các vị đại anh hùng dân tộc chống ngoại xâm, cứu dân giúp nước. Chúng tôi thờ họ như những vị thần hộ quốc. Và rồi những kẻ tự nhận là con cháu anh Do Thái quê tận Trung Đông chui ra gọi chúng tôi là bọn vô thần. Thật là nực cười. Sau đây là những cái ảnh di tích bãi cọc cao quỳ ở Hải Phòng. Đây là những cái di tích khảo cổ. Đây là những cái ảnh cọc từ thời đấu tranh chống ngoại xâm, chống giặc phương Bắc. Người ta cho rằng đây là những cọc ngô quyền. Dưới cái bài này á, chúng ta tìm thấy những cái bài khác của những người bạn vào đây đọc. Thì trong cái này họ chụp lại những cái bài đưa ra những cái di tích của những cái sự ăn cướp trên cái mảnh đất của chúng tôi. Thục, Ngô Đình Thục chỉ thị La Vang là của chung của toàn thể quốc dân Việt Nam. Đây là lời của ông giám mục Ngô Đình Thục, là tức là anh của Tổng thống Ngô Đình Diệm Việt Nam Cộng Hòa đó. La Vang là của chung của toàn thể quốc dân Việt Nam và cả lương lẫn giáo. Quốc dân có quyền đòi hỏi cho biết công việc mỗi ngày xúc tiến thế nào, nên cần ít là một nguyệt san đăng tin sốt dẻo cho thấy các làng mạc về công trình đang thực hiện ở đó để phụ công giúp của vào việc chung. Ai nấy chỉ có một mục đích duy nhất là làm sao dâng cho mẹ, mẹ này là mẹ Maria đó quý vị, một ngôi nhà vừa ý mẹ. Đấy, họ xem cái của Việt Nam họ muốn dâng ai thì dâng. Với những chỉ thị quyết định như trên, phải chăng chế độ Ngô Đình Diệm công khai công nhận Thiên Chúa giáo là quốc giáo của nước Việt Nam? Người viết là Trần Đình Sơn. Ở dưới này cho thấy là cái ảnh một bên á là xem nào, là hình Đức Phật, một bên á là cái giếng này để lại của chùa gọi là tháp Báo Thiên, hình của những người ở hải ngoại, người ta làm giỗ tưởng nhớ phong trào, làm cái phong trào phục hưng tinh thần Ngô Đình Diệm. Thì ở đây các anh em cũng bức ức nói đây là Ngô Đình, dòng họ Ngô Đình ba đời theo Chúa, ba đời phản quốc, tất cả ba đời không sợ quả báo, gây bao điều ác đã bị nhân quả trừng trị đúng luật. Nào là cha con Ngô Đình Khôi, Ngô Đình Huân thì bị thủ tiêu nhá. Rồi mã của Ngô Đình Khả là cha Ngô Đình Diệm thì bị sét đánh, ông trời đánh sập. Rồi anh em tổng thống Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu bị thuộc hạ bắn chết trong xe tăng. Rồi nào là Ngô Đình Cẩn thì bị chế độ Việt Nam Cộng Hòa thứ hai tử hình. Rồi giám mục Ngô Đình Thục thì bị rút phép thông công. Cái này là tòa thánh, cái này là quyết định của tòa thánh chứ không phải Việt Nam nhé. Tức là treo chén, đuổi cổ ra khỏi giáo hội đó. Rồi nào là hai chị em Ngô Đình Lệ Thủy, Ngô Đình Lệ Quyên đều bị tai nạn chết thê thảm ở châu Âu. Đấy. Đây là cái bức ảnh mà người ta gạt bỏ, bởi vì đây là những cái lời lẽ không thể chấp nhận được của một người Công giáo. Theo Công giáo nói rằng tôi là người Công giáo, tôi có thể từ bỏ cha mẹ, tôi có thể đạp đổ bàn thờ tổ tiên, tôi có thể phản dân tộc, nhưng bạn không thể thay đổi niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa. Và như các bạn thấy là cái này bị cái anh này gạch ngang, gạch chéo, không thể chấp nhận được những cái lời như thế. Và anh ấy đăng, Phạm Văn Khiêm đăng cái hình với cái câu là đạo Chúa không những cướp đất, cướp chùa, đập nhiều chùa để xây nhà thờ Chúa như trong hình các bạn thấy đấy, mà còn chôm mẫu chùa xây nhà thờ tương tự chùa, làm như là nhà chùa như vậy đó để lừa mọi người. Quý vị thấy cái cây thánh giá đã đặt trên cái chùa là họ cất cái nhà giống như là chùa, họ ăn cắp cái
cái kiến trúc của nhà chùa và họ để cây thập giá ở trên, lừa Phật tử, lừa mọi người tưởng tưởng rằng một cái đạo nào giống giống như là đạo truyền thống của mình, để dễ dàng cải đạo nhiều người Việt theo và Phật tử thành đạo Chúa, để làm cho mọi người nghĩ rằng đạo nào cũng giống nhau, cũng như nhau. Đây là cái tấm ảnh rất là nổi tiếng mà chúng tôi thường gặp ở cái lúc mà ở nhà thờ La Vang đó, họ đạp đổ những cái đền chùa ở đó để họ xây dựng nhà thờ mới. Ở trong này chúng ta thấy là họ dựng lên cái ảnh tượng Đức Mẹ này nha, Mẹ Maria của đạo Công giáo nha. Trong lúc đó thì họ đạp đổ tất cả những cái tượng Phật nằm nằm lễnh nghễnh ở dưới sàn này này. Đấy là cái hình, không biết ai chụp được. Cái người Pháp, cái này là người Pháp chụp được, để xem nào. Ở dưới này cái tên là gì không biết, mà đề số 19 Thông Kinh Lê Dieu Sang Vong. Cái bài khác của Ý Tân. Hôm nay nhà thờ Bùi Chu chính thức đập đi xây cái mới, cũng chính thức xóa đi nơi mang nợ máu của cách mạng. Trong lịch sử, những tên lính tự vệ trong hai giáo phận Bùi Chu và Phát Diệm là những đơn vị người Việt Nam đầu tiên tham gia sát cánh cùng quân Pháp trên chiến hào chống lại Việt Minh. Nhà thờ Bùi Chu 134 tuổi, bên cạnh ý nghĩa tâm linh với giáo phận Công giáo thì còn ý nghĩa lịch sử to lớn. Đây là nơi nhiều liệt sĩ quân đội nhân dân Việt Nam trút hơi thở cuối cùng trong chiến dịch Hà Nam Ninh CG Quang Trung năm 1951. Các anh hy sinh trong hoàn cảnh ngặt nghèo, bị tra tấn đến chết trong tay kẻ thù, và kẻ thù ở lại giữa vòng vây quân ta. Xin lỗi, xin lỗi quý vị. Chi tiết những việc này không được kể rộng rãi, nhưng nhiều cựu binh vẫn nhắc lại. Giặc bị đánh đòn sấm sét không kịp ứng cứu, linh mục cùng đường xua giáo dân nữ cởi truồng xông vào bộ đội. Ban đầu định hô hiếp. Xin lỗi quý vị, nhắc lại những cái giây phút mà dân ta bị giặc đạo họ hoành hành như vậy thì không thể nào mà nhịn được quý vị ạ. Sau khi phát hiện bộ đội không có đạn, các nạn nhân hãm hiếp này lăn xả vào chém giết. Chúng treo bộ đội và du kích bị bắt trong nhà thờ để tùng xẻo từng miếng thịt. Phòng trong là giáo dân xếp lớp để tử vì đạo, vòng ngoài là hàng sư đoàn bộ đội, súng pháo đầy đủ nhưng bó tay chịu trận, nhìn giáo dân xẻ thịt đồng đội của mình đến chết. Mỗi giáo xứ của tỉnh Công giáo tự trị Bùi Chu chỉ có vài chục tên vệ sĩ. Nếu đấu súng thì một tiểu đội quân ta ho hai cái là bay, nhưng sau cùng quân ta bỏ Ninh Bình, một phần cũng vì vướng phải 500 cái tháp chuông nhà thờ đã biến thành hỏa điểm súng máy. Ngày nay đất nước chủ trước xóa bỏ những quá khứ không hay, tự do tôn giáo không phân biệt đạo nào, miễn là sống tốt đời đẹp đạo, nhưng đâu đó ở trên đất nước vẫn còn những con quạ đen đội lốt linh mục xúi dục những giáo dân thiếu hiểu biết làm loạn, thậm chí từ chối treo cờ tổ quốc. Đó là hành động không chấp nhận được, kể cả theo ý Chúa hay đạo lý dân tộc. Tôi chỉ xin nhắc lại câu tôi từng nói, dù là thánh thần nào vào đến Việt Nam cũng phải tuân theo luật pháp Việt Nam, vào đến đất Văn Lang thì phải chơi theo luật của cụ Sùng Lãm, nếu không bọn bay sẽ bị gói man về. Đây là cái nhà thờ Bùi Chu. Đây là bài này nữa của David Hoàng Trần. Lịch sử bên họ ghi chép lại, Giê-xu được sinh ra trong hang đá đảo hoang, do mẹ hắn bị lưu đày không chồng mà chữa khi nhỏ. Nó đã mang vết thương hận thù với gia đình mẹ hắn. Hắn tự xưng Chúa để cao hơn triều đình nhà mẹ hắn. Khi dân nghĩ hắn là con trời thì theo hắn chống lại triều đình và bị triều đình tiêu diệt. Máu mủ tương tàn, vì thế kinh thánh của hắn toàn chia ly hận thù, cho nên đạo giáo thực sự nguy hiểm cho loài người. Thực tế cho thấy ở Việt Nam cũng thế, toàn là chống chính quyền.
Đây nữa, đây là cái tấm hình mà họ họ luôn miệng họ cho rằng không có tự do tôn giáo nhé. Đấy, rồi họ làm những cái buổi lễ cầu nguyện cho cộng sản từ bỏ chủ thuyết vô thần mà tin theo Chúa. Luôn miệng nói không được tự, họ không được tự do tôn giáo, nhưng khi người khác không theo tôn giáo của mình thì lại nói vô thần là phải tin theo Chúa. Họ miệt thị vô thần chả có tội gì cả, nhưng mà họ cứ dùng như là để miệt Chả có thị. tội. Trên này ông này đăng cái bài của thanh niên công giáo, vì cảm ơn cha Nguyễn Văn Hưng vì đã lắng nghe ý ngay lành gì đó, tôi đọc không được, nhỏ quá. Thật là vui khi linh mục quản sứ Tâm An làm JB, tức là John Baptista Nguyễn Văn Hưng Hung Hung gì đó, đã cho bà con bỏ chiếc cờ đỏ sao vàng với vì ý ngay lành của cộng đồng đã được đón nhận. Đối với những người hiểu biết thì việc Đảng Cộng sản muốn thâu tóm quyền khuynh lót đạo Công giáo là cả một chủ trương chứ không phải vô tình hay đoàn kết gì đâu. Nhìn vào Phật giáo hiện nay là biết, nhìn sang Trung Cộng là hiểu hậu quả ra sao khi mà Đảng Cộng sản nắm trong tay hàng ngũ chức sắc đó. Thì ở dưới này nói 100 thằng phản động thì 100 thằng theo đạo Thiên Chúa. Một cái bài mới Trần Ly Ly mới đăng chừng 1 tiếng đồng hồ. Phạm Tôn viết: tôi từ một thời đã ngu theo Chúa, nay cảm ơn thời 4 chấm đã cho tôi nhận ra một lũ giả dối. Dưới đây là câu nói của một cựu tín đồ đạo Chúa. Hiện tại thì bố mẹ của Phạm Tôn vẫn rất sùng đạo, cũng như bao đứa trẻ sinh ra trong gia đình của đạo Chúa, Phạm Tôn cũng bị rửa tội từ khi mới sanh. Dù cha mẹ rất cuồng tín, nhưng em ấy đã dùng lý trí thay vì dùng đức tin mù, đã nhận thấy cái tà đạo mà bố mẹ mình đang tôn thờ là một lũ giả dối. Em ấy vẫn tâm sự với Ly rằng người đạo Chúa phải đóng đủ thứ tiền cho nhà thờ trong các ngày lễ, mà nhà thờ thì mỗi năm có cả đống lễ. Em cũng tâm sự ngày rằng ngày càng có nhiều người trẻ chán nhà thờ như em, nhưng vì nếu công khai tuyên bố bỏ đạo thì họ sẽ phải chịu rất nhiều áp lực từ nhà thờ. Bởi vậy nên hầu hết chọn cách âm thầm rời nhà thờ và đi khỏi xứ đạo, chỉ thi thoảng về thăm gia đình thôi. Bởi vậy nói Việt Nam hiện có 7 triệu chiên, nhưng thực tế nó chỉ là con số ảo mà thôi. Bởi đơn giản người dân đã dần dần tỉnh ngộ và đã bỏ tối để quay về nẻo sáng. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn quý vị lần khác chúng tôi sẽ đọc thêm những lời lẽ ẩn ức của những người từ bỏ niềm tin đạo Chúa.